Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự lúc 17 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2022 vừa diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Cuộc thi do hãng truyền thông Topstar Media tổ chức với mục đích là tôn vinh vẻ đẹp thành đạt, lan tỏa giá trị nhân văn tích cực tới cộng đồng. Đêm chung kết kéo dài trong hơn 2 giờ, các thí sinh lần lượt trải qua các phần trình diễn trang phục công sở, trang phục áo dài và trang phục dạ hội. Với phần ứng xử thông minh, quyết đoán đã giúp cho doanh nhân Cần Thơ Võ Thị Ngọc Giàu đăng quang ngôi vị cao nhất. Đây là cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp thành đạt, bản lĩnh kiên cường của các nữ doanh nhân Việt Nam trong thời đại mới và lan tỏa nâng tầm giá trị nhân văn về tri thức, tài năng, sự sáng tạo, lòng nhân hậu tới với mọi người. Anh Khôi, chủ tịch Hui Spa. Cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin thời sự lúc 19 giờ tối nay.